Hello anh em, lời nói đầu tiên Hiệp Chương xin chúc tất cả anh em ha vạn sự như ý và thành công trong công việc. Hôm nay ngày 30/8/2019 anh em, em xin ra mắt giới thiệu với anh em 5 phôi mai vàng, trong đó có 2 phôi trực, 2 phôi dán thú bonsai, 1 phôi bonsai lùng lực anh em. Bên em lên hàng khá đẹp, giá mềm cho anh em ha. Rồi để em quay chi tiết từng cây rồi em báo thông số báo giá cho anh em ha. Anh em nào có quý Hiệp Chương thì bấm đăng ký kênh để kết nối đam mê nha anh em. Phôi này là phôi số 1. Phôi số 1 thân trực tay cành đẹp, đế nó lặn hai cộng đế lặn cái củ sứ nha anh em. À. Thân năng cây lực ha, có dịp lắc nhẹ luôn. Cây số 2 này thân lắc vô phun bonsai nha anh em. Cây số 2 thân lắc lồng dáng nha. Cây số 3 gì dán thú gặt ri cái lưng đẹp nha anh em. À, nó chồm đó. Phôi số 4 thân chật hoành bự nha anh em. Phôi số 5 củ đế đẹp. Thân cũng vô thân bonsai nữa nha anh em. Rồi, em quay chi tiết từng cây cho anh em ha. Anh em có quý Hiệp Chương thì bấm đăng ký kênh anh em để anh em đón nhận những video mới và kết nối đam mê với em ha. Phôi số 3 dán thú gặt ly cho nên cái lưng dài sọc luôn nha. Thôi em báo số hoành lưng dài rồi báo thông số luôn nha. Phôi số 2 này vô khế kiển đẹp nha anh em. Đặc biệt phôi số 1 có lặn cái củ quái nè. Cái củ đầy đầy lắm nha anh em. Rồi em báo cái thông số chiều cao và vành các kiểu với anh em ha. Phôi số 1 vành eo 32, vành thân là 32 đó anh em. Vành thân là em đo ngay vị trí này là 32 ha. Cao 115 từ mặt bầu lên tới đỉnh. Cái vành cũ là ngay đây nha anh em là 50. Giá của nó là 3,7 triệu ha. Rồi tới cây số 2 hoành 23 dài, mình thú dài 27 cao 41, giá 3,3 triệu nha anh em. 23 hoành là đo ngay vị trí này, chiều dài mình thú là từ điểm này tới điểm này là nó 27 cao 41, giá của em nó 3,3 triệu nha anh em. Rồi cây số 3 là dán thú ha, thú gặt nha anh em. Cây số 3 cây số 3 hoành cổ là 26 là ngay vị trí này, cao 34 từ mặt bầu tới đỉnh, hoành bình thú tổng của em nó là 47, giá 3,2 triệu nha anh em. Cây số 4 hoành 38 cao 87, hoành đế tổng 120, giá 2,9 triệu. Cây số 4 lực cây lắm nha anh em, nhìn ngoài năng cây ha, thân năng cây ha. Số 4 hoành 38 cao 87, hoành đế tổng 120, giá 2,9 triệu. Rồi cây số 5, cây số 5 hoành 35, hoành cao 42, hoành cũ 80, giá 2 triệu nha anh em. Cây cũng có dáng kiện lắm nha anh em. Rồi anh em có yêu quý Hiệp Chương thì bấm đăng ký kênh cho anh em để anh em mình đón nhận những video mới và kết nối đam mê nha.
cũng Hiệp cũng xin cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua ủng hộ em ha. Rồi, chúc anh em thành công trong công việc, vạn sự như ý.